Xin chào thầy và các bạn, em là Lan Anh đến từ lớp Trọng Nhân. Hôm nay em xin trả lời và giải thích đáp án cho câu hỏi trong phần Multiple Choice Question thầy đã giao về lần trước. Em xin đọc câu hỏi. On 1 month of postoperative CT scanning following endovascular aneurysm sealing with the Nellix device, the following appearances would indicate an adverse finding. A. Radial dense material within the endobags. V. Contrast between the endobag and aortic wall. C. Gas within the endobag. D. Aneurysm sac thrombus. E. Proximal bare metal stents. Em xin dịch câu hỏi. Một tháng hậu phẫu, chụp CT scanning để theo dõi việc chữa trị phình động mạch với thiết bị Nellix bằng phương pháp nội mạch. Sau đây em xin mời thầy và các bạn cùng theo dõi video sau đây để hiểu rõ hơn về cơ chế hoạt động của thiết bị Nellix. Thiết bị này bao gồm bong bóng hai bên, stent phủ có thể giãn nở, làm bằng chất liệu polytetrafluoroethylene, sau đó là túi nội soi. Còn đây là polymer bền trong sinh học. Đây là dây dẫn có kích thước 0,35 inch được đưa vào mỗi bên của động mạch đùi ở vị trí thượng thận. Ống thông Nellix sẽ được đưa vào theo dây dẫn. Bảng điều khiển Nellix cho phép sự căng phồng đồng thời của stent giãn nở có bong bóng hai bên và sự lấp đầy đồng thời của túi nội soi. Thông qua sự căng phồng của bong bóng nước muối sinh lý thì bong bóng sẽ nở ra cùng nhau, đồng thời các stent giãn nở có bong bóng cũng sẽ được dàn ra. Khi túi nội soi được chứa đầy polymer thì túi đồng thời cũng nở ra để lấp đầy túi phình động mạch. Một khi mà túi nội soi được lấp đầy với vật liệu polymer thì bình thường sẽ mất từ 3 đến 5 phút để có thể chữa trị hoàn toàn túi phình động mạch. Trong khoảng thời gian chữa trị này thì polymer sẽ chuyển từ mờ sang trắng đục.
chúng ta sẽ tiêm chất cản quang để có được hình ảnh sau khi đã làm sau khi đã chữa trị với thiết bị necklace. Thưa thầy và các bạn, sau khi đã xem video và đọc cái đáp án thì mình xin dịch cái đáp án cho mọi người và trả lời câu hỏi. A. Chất cản quang mạnh bên trong túi nội soi. B. Tương phản giữa túi nội soi và thành động mạch chủ. C. Khí trong túi nội soi. D. Cục nghẽn túi phình động mạch. E. Stent kim loại tròn gọn. Đáp án của câu hỏi này là câu E, proximal bare metal stents, nghĩa là stent kim loại tròn gọn. Thì lúc nãy ở đầu video thì thiết bị này đã được giới thiệu là đây là một thiết bị có stent phủ, có thể giãn nở được, làm bằng chất liệu polytetrafluoroethylene. Đáp án ở đây, đáp án ở câu E là stent kim loại tròn. Vì vậy em xin chọn đáp án là câu E. Phần trình bày của em xin hết ạ. Em xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe.